Sáng thế ký chương 13 Abraham và Lot chia tay Vậy Abraham từ Ai Cập đi lên cùng với vợ Lot và tất cả tài sản mình đến Negev Abraham trở lên rất giàu vì có về gia súc bạc và vàng Từ xứ Negev ông tiếp tục cuộc hành trình đến Bê Địa điểm ông hạ trại lần trước giữa hai thành Bê Tên và Ahi là nơi ông đã lập bàn thờ đầu tiên. Tại đây, Abraham cầu khẩn danh chúa. Lot cùng di chuyển với Abraham, ông cũng có các bầy chiên, bầy bò và lều trại. Đất đai không đủ chỗ cho họ sống chung vì tài sản họ quá nhiều nên không còn sống chung được nữa. Có sự tranh chấp nổi lên giữa người chăn súc vật của Abraham và của Lot Lúc đó, dân Canaan và dân Pheresit sống ở trong xứ. Abraham nói với Lot, không nên có tranh chấp giữa bác và cháu, giữa những người chăn súc vật của bác và của cháu, vì chúng ta là bà con với nhau. Cả xứ ở trước mặt cháu đó, chúng ta hãy chia tay nhau. Nếu cháu chọn bên trái, bác sẽ chọn bên phải. Nếu cháu chọn bên phải, bác sẽ qua bên trái. Lót ngước mắt lên và nhìn thấy toàn thể đồng bằng của sông Giô Đanh trước khi Chúa hủy diệt thành Sodom và Gomorrah có nước xanh tươi như vườn của Đức Chúa Trời như đất Ai Cập đến tận thành Hoa nên Lót chọn cho mình toàn thể đồng bằng sông Giô Đanh và rời về hướng đông. Hai bác cháu chia tay nhau. Abraham định cư trong đất Canaan và Lot định cư trong các thành của đồng bằng. Ông đóng trại gần Sodom. Dân thành Sodom lúc bấy giờ rất gian nát, tội lỗi nghịch lại Chúa. Sau khi Lot bỏ đi, Chúa nói với Abraham: Từ chỗ con đang ở, con hãy ngước mắt lên nhìn bốn hướng đông, tây, nam, bắc. Tất cả đất đai con nhìn thấy, ta sẽ ban cho con và dòng dõi con đời đời ta sẽ làm cho dòng dõi con đông đảo như bụi trên mặt đất, hai đếm được bụi trên mặt đất thì có thể đếm được dòng dõi của con. Con hãy đứng lên, đi dọc ngang khắp xứ vì ta ban nó cho con. Abraham rời trại đi đến sống gần những cây sồi ở Mamre tại Hebron và lập một bàn thờ cho Chúa.